Ngày 6 tháng 10, thị trưởng trung tâm tài chính London đã dẫn đầu đoàn doanh nghiệp Anh làm việc với thành phố Hồ Chí Minh xung quanh vấn đề hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh và thảo luận về việc đẩy mạnh hợp tác đầu tư công tư tại Việt Nam, trong đó có khu tài chính tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Bà Fiona Gough, thị trưởng trung tâm tài chính London cho biết Trọng tâm của cuộc làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội lần này là thảo luận về cách thức để cho hai bên hợp tác chặt chẽ hơn, đặc biệt trọng tâm là xoay quanh việc thúc đẩy đầu tư hợp tác theo hình thức công tư PPP trong lĩnh vực hạ tầng và lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Việt Nam. Có hai vấn đề chính mà chúng tôi muốn thảo luận cũng như là thúc đẩy khả năng hợp tác tại thành phố Hồ Chí Minh lần này là lĩnh vực hạ tầng và tài chính. Quá trình phát triển của thành phố đang diễn ra mạnh mẽ và cần hai yếu tố chính. Thứ nhất là phát triển hạ tầng và thứ hai là làm sao để kiếm nguồn vốn đầu tư. Chúng tôi tập trung thảo luận thúc đẩy hình thức đầu tư công tư PPP tại Việt Nam và trong đó, Trung tâm Tài chính Luân Đôn có thể hỗ trợ và là nơi cung cấp nguồn vốn cho các dự án cũng như các doanh nghiệp tại Việt Nam. Trước đó, Trung tâm Tài chính Luân Đôn cũng là đơn vị giới thiệu tập đoàn Canary Wharf tham gia đầu tư khu trung tâm tài chính tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Hiện nhiều nhà đầu tư khác tại Trung tâm Tài chính Luân Đôn cũng đã bày tỏ sự quan tâm đầu tư vào lĩnh vực tài chính. Mới đây hôm tháng 7, Vương quốc Anh cũng đã tài trợ đoàn khảo sát của Ban quản lý khu đô thị mới Thủ Thiêm tham quan tìm hiểu mô hình phát triển tại Trung tâm Tài chính Luân Đôn và tiếp theo sau là mô hình phát triển đô thị tại Anh. Trong ngày 7 tháng 10, bà Fiona Wolf và đoàn doanh nghiệp Anh tiếp tục làm việc tại Hà Nội và cũng sẽ thảo luận sâu hơn về các phương thức hỗ trợ cũng như hợp tác đầu tư công tư tại Việt Nam.